Vu Phim xin chào các bạn. Bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2023 ra mắt rồi đây. Hai anh em nhà Mario vốn là thợ sửa ống nước, nhưng được cái bản tính hậu đậu thì không ai bằng. Khai trương 2 tháng mà chưa có khách. Ơn giời cuối cùng cũng có khách hàng gọi đến thật rồi. Hai anh em vui hơn trúng số, lập tức khởi động xe cố đi thật nhanh. Tên đuổi thế nào chiếc xe duy nhất lại hỏng. Để không bỏ lỡ khách hàng, hai anh em đành cong đít chạy bộ. Với bản tính hậu đậu trong người, hai anh em đi đường còn không quên phá làng phá xóm. Khi tới nơi, hai thằng nghĩ ca sửa ống nước này ngon. Ai ngờ vào trong mới biết cực kỳ khó đẻ, bởi vì chủ nhà có nuôi một con chó thù cực kỳ dai. Em trai vô tình giẫm gãy cục xương của nó, chỉ thấy chú chó hiện lên ánh mắt thù hằn. Quả nhiên khi hai anh em vào sửa ống nước, chú chó vào trong dọa cho hai anh em sợ đến ỉa ra quần. Nó điên cuồng lao vào tấn công, cuộc ẩu đả vô tình phá hỏng hết mọi ống nước bục linh tinh khắp nơi trong nhà. Hai con vợ cứ bịt chỗ này, nước lại phun ra chỗ khác. Cảm thấy quá bất lực, Mario vội khóa đường nước cấp vào trong. Đúng lúc này chú chó kia lại sắp tấn công lần nữa, cũng may làm sao nó lại phi đầu ra ngoài cửa sổ. Hai anh em phải rất cố gắng mới cứu được nó vào nhà. Ai ngờ khi chủ nhà mở cửa chỉ thấy họ đang hành hạ nó. Hai thằng cực kỳ thất vọng trở về nhà. Đã chán đời thì chớ, cả nhà lại cứ cà kịa. Mario bực bội rời bàn ăn, trở về phòng xem thời sự cho đỡ trầm cảm. Nào ngờ vô tình xem được tin cả thành phố đang bị mạch nước ngầm nhấn chìm. Nếu không có người sửa chữa thì nước Mỹ sẽ thất thủ. Mario biết cứu nước Mỹ chính là định mệnh của mình. Không nhiều lời, hai thằng lập tức đến nơi ngập lụt. Tình hình hiện tại đang vô cùng xấu. Mario đơn giản cậy nắp cống ngầm cho nước thoát đi, sau đó nhảy theo xoáy nước đi xuống bên dưới. Rất nhanh họ đã phát hiện ra khóa nước bị hỏng. Mario bò theo ống để tới khóa chiếc van lại. Đáng tiếc chưa kịp khóa, bất ngờ ống nước đã bị bục hất văng hai anh em vào một căn phòng. Hai thằng men theo lối đi tới nơi có rất nhiều ống nước. Em trai tò mò trước ống màu xanh, thế là bị nó hút đi. Mario tiến để dò xét, kết quả cũng bị đường ống màu xanh hút vào. Nó hút anh vào thế giới hết sức kỳ lạ. Mario cũng thấy em trai đang bị trôi đi ngay trước mắt mình. Rất nhanh hai người đã túm được tay của nhau. Khốn nạn làm sao, bất ngờ em trai bị hút sang một đường ống khác. Đó là đường ống chỉ toàn màu đen. Mario được chuyển đến thế giới nấm tươi đẹp. Ở đây cậu may mắn gặp được một cây nấm tốt. Nó tường tận giải thích cho Mario về mọi thứ ở thế giới nấm này, đồng thời dẫn Mario hướng về cung điện để gặp công chúa. Phía em trai thì không may bị chuyển đến thế giới hắc ám, cũng chính là địa phận của chúa quỷ. Đám quỷ xương liên tục đuổi theo khiến em trai sợ đến ỉa ra quần. Bị hàng trăm quỷ xương bao vây, em trai liều mình băng qua con vực nham thạch, cuối cùng kịp thời trốn vào một lâu đài. Ban đầu cứ tưởng là ngon, bất ngờ phía sau lại xuất hiện lũ quỷ khác bắt anh đi mất. Phía Mario đang đi gặp công chúa, trên đường phải vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại vật. Không khác gì đường đi trong trò chơi Super Mario. Trò chơi một thời khiến các anh 8X phát cuồng. Rất nhanh Mario đã vào được lâu đài nơi công chúa ở. Phía bên trong thủ lĩnh nấm đang họp nhóm. Tình hình bây giờ tên chúa quỷ đang đi xâm chiếm khắp nơi. Hắn dùng sức mạnh ngôi sao chuẩn bị chiếm vương quốc nấm. Công chúa đề nghị hãy đến nhờ đại vương khỉ giúp đỡ. Mọi người cho rằng hắn ta không đời nào đồng ý. Công chúa thấy vậy đích thân sẽ đi yêu cầu. Cô vừa ra khỏi phòng họp thì thấy Mario đang chạy tới. Công chúa rất phấn khích khi gặp một con người ở đây. Mario vội nói về sự tình lạc mất em trai của mình. Công chúa nói gặp chị đây thì yên tâm rồi nhé. Nhưng trước tiên sẽ phải kiểm tra thực lực xem Mario thế nào. Sau đó công chúa dẫn Mario đến nơi luyện tập. Nó chính là hàng loạt các thử thách trong game. Trước tiên công chúa xông lên làm mẫu cho Mario thấy. Quả nhiên công chúa là con hàng cứng vãi cả nồi. Hàng trăm chiếc bẫy không hề làm khó công chúa. Rất nhanh công chúa đã chạm vào chiếc cột cờ. Mario trố mắt nhìn không thể tin nổi. Thấy Mario nhút nhát, công chúa tặng anh một chiếc nấm. Mario ăn vào, cơ thể lập tức phóng to và được tăng sức mạnh. Con vợ tự tin xông lên nghĩ mình vô đối lắm rồi. Ai ngờ chưa được 5 giây đã rơi xuống biển. Lát sau công chúa lại đưa cho anh một cây nấm sức mạnh khác. Mario tiếp tục thử sức vượt qua các thử thách trong game. Cậu thất bại không biết bao nhiêu lần, cứ lặp đi lặp lại từ ban ngày cho tới buổi tối. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, ngày hôm sau Mario đã chạy thoăn thoắt như điện. Cứ tưởng cậu đã có thể hoàn thành thử thách một cách dễ dàng, ai ngờ giây cuối cùng vì nhìn công chúa mà bị bắt lại. Tuy nhiên nỗ lực như vậy công chúa cảm thấy cũng đã đủ rồi. Cùng lúc này tại chỗ tên quái vật Bowser, hắn đang phát biểu trước đám binh lính, kêu gào quân lính chuẩn bị đánh chiếm vương quốc nấm lùn, sau đó sẽ ép công chúa kết hôn với hắn ta. Hóa ra tên Bowser này rất say mê công chúa. Hắn hàng đêm đều đàn hát và tương tư về nàng. Phía công chúa và Mario tạm biệt mọi người để đến vương quốc khỉ. Cậu bé nấm toa cũng lanh chanh đi theo. Hai người đi mãi không biết qua bao nhiêu gian khổ. Đồng thời công chúa cũng kể về nguồn gốc của mình. Hóa ra cô cũng bị lạc vào đây từ khi còn bé, được những người nấm nuôi dưỡng nên người, cuối cùng đã trở thành công chúa của vương quốc nấm. Sáng hôm sau nhóm của Mario cũng đã tới được vương quốc rừng rậm. Con khỉ đột kêu họ lên xe để đi gặp nhà vua. Thanh niên khỉ đột này đúng là tay đua cháy phố, lạng lách đánh võng khiến nhóm nhà mình sợ đến ỉa ra quần. Một lát sau dừng xe cho ba người đến trước cung điện. Vua của vương quốc rừng xanh là một con khỉ già, vẻ mặt trông gợi đòn nhìn rất là muốn đánh. Công chúa ngỏ lời muốn hợp tác để chiến đấu chống lại Bowser, nhưng ông ta nói sẽ chỉ chấp nhận nếu mấy người có thể đánh bại được con trai ông ta. Công chúa không muốn vì sức họ không thể đánh lại khỉ đột, nhưng vì cứu em trai, Mario lập tức nhận lời. Ngay sau đó Mario ra đấu trường bước vào trận chiến, không ngờ đấu trường này lại rỗng đáy và ở tít trên cao. Đối thủ của cậu là khỉ đột có sức mạnh kinh người.
Hắn ta vô cùng kiêu ngạo nghĩ Mario sẽ thua trong vòng nửa phút. Mario không sợ hãi xông vào múc luôn, ai ngờ lập tức bị DK đè xuống đập cho liên tiếp. Sau đó hắn tung một cước đá bay Mario. Đang lúc khó khăn, Mario chợt nhìn thấy hộp trợ giúp, con vợ liền chạy tới hộp phần thưởng lấy ra một cây nấm xanh. Cứ tưởng ngon, ai ngờ đó là cây nấm thu nhỏ cơ thể. Mario bây giờ còn nhỏ hơn cả lỗ mũi của hắn. Thôi pha này thì ăn cứt thật rồi, kết quả cậu bị búng một cái bay đi 100 mét. Đúng lúc nguy cấp, Mario kịp thời né đạn, cậu chạy một mạch tới hộp phần thưởng tiếp theo. Ai ngờ chưa kịp ăn kỳ đột đã tới, lần này thì hắn đánh cho Mario sắp không ra hồn người. Vào giây phút Mario bất lực đã muốn gục ngã, bất chợt công chúa nhắc anh để ý cái hộp trước mặt. Mario hoàn hồn cố gắng bám vào cục đá. Phần thưởng lần này biến Mario thành mèo, DK trông thấy mà cười đến mắc ỉa. Hắn nghĩ mèo thì có thể làm ăn được gì cơ chứ, nhưng không ngờ thân thủ của mèo quá nhanh, cậu phản đòn cho khỉ đột ăn hành ngập mặt, thậm chí còn dùng tay cào nát mặt của tên DK. Cuối cùng nhảy lên cao tung đòn chí mạng sập mấy cây cầu, DK hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Lúc sắp ngã xuống vực, Mario tốt bụng cứu anh ta lại. Cuối cùng cậu đã chiến thắng và có được sự công nhận của vua khỉ. Ông quyết định cùng quân đội của mình giúp đỡ Mario. Cả vương quốc lập tức chuẩn bị vũ khí và phương tiện chiến đấu. Mario cùng công chúa chọn cho mình chiếc xe rất đẹp, còn cậu nấm thì chọn chiếc xe to lớn ngầu lòi. Tất cả hừng hực khí thế tiến về vương quốc hắc ám. Trên đường họ đi qua những vùng đất đẹp tuyệt vời, thậm chí cả đoàn xe còn cưỡi lên cả cầu vồng để đi. Đáng tiếc tên quái vật Bowser từ xa đã quan sát tất cả. Hắn ra lệnh quân lính bất ngờ tấn công, cuộc đột kích khiến quân mình hoảng loạn. Một tên dùng chiếc xe có răng sắt nhọn sắp nghiền nát Mario, nhưng Mario nhận ra phía trước cầu vồng phân nhánh, mọi người lập tức hiểu ý chia ra thành nhiều đường. Thấy chiếc răng sắp nhọn sắp cạm vào đít, Mario vội vàng nhảy xuống nhánh cầu vồng bên dưới. Tên đều cáng thấy vậy liền bắn ra hai tên lửa. Mario bị hất văng đi, nhân tiện cậu cướp chiếc xe khác luôn. Bên cạnh đó công chúa bị hai thằng kìm kẹp, nhưng đúng là công chúa không phải dạng vừa. Một tên lửa phát nổ khiến nhánh cầu vồng đứt gãy. Công chúa vội vàng phóng xe xuống đón cậu nấm đang rơi. Trong khi đó Mario đã bị thằng xe cạp vào nguy cấp. Bánh răng sập lại, suýt nữa Mario tòi đời. Cậu nhanh trí nhảy sang xe khỉ đột, sau đó bắn tên lửa hạ luôn cái xe cạp cạp này. Nhưng cái thằng cạp cạp cũng rất là điên, hắn bật chế độ tự hủy bay tới cho nổ tung cây cầu khiến hai người rơi xuống. Người của vương quốc khỉ kẹt lại cũng bị người của Bowser bắt đi. Mario cùng khỉ đột rơi xuống biển. BK không may bị đánh xe rơi vào ngất đi, Mario phải dùng hết sức cứu cậu mà không để ý bên dưới có một quái vật khổng lồ. Rất nhanh hai người đã bị nó nuốt vào bụng. Cả đoàn bây giờ chỉ còn công chúa và người nấm trở lại. Cô vội vàng thông báo cho mọi người mau sơ tán khỏi vương quốc nấm. Mất đại quân rồi, mọi người sẽ không thể chống đỡ bao giờ. Toàn thành phố nấm vội vàng tấp nập sơ tán, chỉ có công chúa và Toa quyết tâm ở lại. Vừa hay lúc này vương quốc khắc ám của Bowser đã tới, đội quân của hắn xông ra bao vây lấy hai người, nhưng quái vật Bowser không hại công chúa, thay vào đó hắn tiến đến tỏ tình với nàng. Công chúa nói cô chỉ đồng ý cưới khi nào MU vô địch C1. Bowser rất buồn vì có thể phải đợi tới hàng triệu năm. Hắn tức giận tra tấn nhóc nấm, công chúa bất lực đành phải nhận lời làm vợ hắn ta. Như vậy mà Bowser mới tha mạng cho cậu nhóc nấm. Phía Mario lúc này đang ở trong bụng con cá khổng lồ, họ tình cờ tìm thấy con siêu xe của mình cũng bị nuốt ở đây. Thế là hai thằng khởi động tên lửa phóng xe thoát khỏi miệng quái vật. Bên này tại vương quốc khắc ám, tên đầu sỏ Bowser đang chuẩn bị lễ cưới hết sức linh đình. Công chúa bước ra đại sảnh, cô tức giận khi thấy tù nhân được đem ra làm nghi lễ hiến tế. Bowser ra lệnh thả tù nhân xuống dung nham nóng chảy. Công chúa điên tiết đấm bay tên pháp sư, sau đó rút ra vật phẩm tăng thêm sức mạnh, chính là sức mạnh hàn băng giúp đóng băng lại tên Bowser. Cùng lúc này Mario cùng khỉ đột cũng đã bay tới, hai thằng đen đủi chúng phải tên lửa bị ngã lộn nhào, nhưng chợt phát hiện ra trước mắt rất nhiều vật phẩm, hai thằng tranh thủ ăn hàng đống vật phẩm vào người. Có được sức mạnh, hai thằng quậy banh nóc thành phố, trong phút mốt thuận lợi vượt qua được rất nhiều cửa ải, nhanh chóng hướng tới để cứu công chúa bên trên. Bên trên sức mạnh băng của công chúa đã cạn kiệt, sợi xích kết băng giữ lại liền tới các tù nhân xuống, nham thạch nóng chảy vào chân mọi người. Lúc nguy cấp nhất đột nhiên lồng sắt ngừng lại, hóa ra là anh khỉ đột kịp thời dùng tay kéo mọi người lên. Em trai không may tuột tay rơi xuống, nhưng Mario vừa kịp lúc bay qua giải cứu em trai. Đang khi mọi người chưa kịp vui mừng, đột nhiên tên Bowser thoát khỏi băng, hắn ra lệnh hủy diệt vương quốc nấm. Ngay lập tức một quả tên lửa khổng lồ phóng ra, hướng tới vương quốc nấm để mà hủy diệt. Nhờ bộ đồ Mario liền bay theo tên lửa, nhưng sức cậu nhỏ bé không thể cản được quả tên lửa này. Vào đúng lúc nguy cấp, Mario nghĩ ra cách chùi đít vào mắt tên lửa. Hành động tuy không có sát thương nhưng tính sỉ nhục rất lớn. Tên lửa tức giận chuyển mục tiêu sang đuổi theo Mario, khiến Mario bỏ chạy tụt hết cả quần. Trên đường bay cậu chợt thấy ống nước xuyên không, Mario rất thông minh dụ nó đâm vào nó. Quả nhiên tên lửa bị hút vào trong ống phát nổ kinh hoàng. Vụ nổ quá mạnh phá hỏng đường ống giao thoa giữa các thế giới, nó hút hết mọi người sang thế giới loài người của Mario. Từ trong nắp cấm Mario bay ra ngoài, đồng thời cả thế giới hắc ám cùng mọi người cũng bị hút đến đây. Quỷ vương Bowser cũng đã có mặt. Mario vậy chạy đến ngôi sao may mắn nhưng Bowser chặn đầu. Hắn tóm gọn Mario tung cú đấm khiến cậu bay đi. Bowser rất tức giận vì Mario đã cướp công chúa của hắn. Từng đòn tung ra đều là muốn lấy đi mạng sống của anh. Mario đau đớn và sợ hãi núp trong cửa hàng, trong khi bên ngoài công chúa và khỉ đột đang chiến đấu với hắn. Bên trong Mario nhìn lại hình ảnh hai anh em, ý chí và lòng dũng cảm khiến cậu trỗi dậy. Cậu hét lớn kêu Bowser thả bạn khỉ đột ra.
Quỷ Vương lần này bực mình thật rồi, bất chợt công chúa ném đồ hất văng ngôi sao may mắn của hắn, hai người vội vàng chạy tới ngôi sao. Tên Quỷ Vương khạc lửa nhưng em trai dùng nắp cống đỡ lại, hai anh em sau đó lao tới túm lấy ngôi sao. Nhờ ngôi sao họ được ban sức mạnh vô địch, chỉ tung nhẹ cú đấm Quỷ Vương đã bay đi ngàn mét. Giờ vật phẩm hai người trở thành mạnh nhất trong game, đánh cho đội quân hắc ám tan thành cát bụi, không thứ gì trên đời có thể ngăn cản được nữa. Cả hai phối hợp đánh Quỷ Vương như là đánh con, hắn lấy hết sức mạnh khạc lửa mà vẫn bị hai anh em đập cho vỡ mồm. Tên Quỷ Vương thất bại nặng nề vẫn muốn tỏ tình, công chúa nhét cho hắn một cái nấm thu nhỏ. Ngay sau đó bạn nấm cho vào lọ làm thú cưng của mình. Bố mẹ rất tự hào vì con trai đã cứu được thành phố. Người dân khắp thành phố gọi hai anh em là Super Mario, đến cả chú chó cũng rất tự hào về họ. Phía tên Bowser mặc dù bị nhốt trong lồng chim, nhưng hàng ngày vẫn đánh đàn tập hát, hy vọng một ngày MU vô địch C1 để công chúa nhận lời hắn ta. Phim tới đây là hết. Các bạn đăng ký kênh để xem những phim hay khác nhé. Bye bye!